Bây giờ chưa có thì em để tạm hai cái bình. Chưa có ban đúng không ạ? Đây đúng rồi. Đấy. Mét mấy à? Hay là kê luôn vào được không? Kê luôn đấy. Em kê luôn cho anh chị. Ngoài cái bàn thờ để trong khoảng cái dài đã đổi nhé. Ngang thì là đây bàn thờ nó ở rồi rồi cái này nó ra từ mua ra đấy. Ban thì mai mới về chị ạ? Mai mùng 1 tức đưa phải ba hôm nay là tháng 7 xem tổng lại. Chiều sâu đó có một mét 7 thôi. Cái bình gì là thường người ta như thế là để đây ngang với cái mặt ban. Bình để đây. Chứ còn nếu như để ở bình bên trong thì nó sẽ hơi bị khuất. Nó không phô được ra hết đấy ạ. Rồi, chị hiểu rồi. Còn không thì là em cứ cái tạm cũng là ban là mình về mà chưa suy nghĩ đâu, em đến em kê lại như nhà mình không vấn đề gì. Mà nếu mà như thế thì thôi em cứ để tạm cái này thôi, cứ để tạm vào bên trong mà còn xong rồi có gì ra. Đằng nào nhất trí nếu mà không ấy thì cứ bảo chúng em đến em kê cho nhá. 2-3 người là bên được không ạ? Đúng không? Dạ, 7 giờ 15 có đến không? Sáng mai gì ạ? Ừ. Dạ được. 7 giờ 15. Ở dưới Bát Tràng thì hiện tại bây giờ đang có một làng nghề họ chuyên là làm dòng thép vàng này. Đó là xưởng bên em, đó chính là cái làng Kiêu Kỵ. Đấy, thì họ chuyên sản xuất về cái dòng thép vàng này. Đấy, chị cứ nhìn nhá. Chị sờ này. Chị nhìn có cái lớp bóng chưa? Đấy, bình thường nhá, nếu như chị mê vàng mà cho nên vâng. Đấy, bên ngoài này nhá, sau khi thép vàng xong, bên em phủ một cái lớp bóng thủy tinh đấy để bảo vệ cái lớp vàng này này. Nó rất là mềm, anh chị lau thoải mái. Còn những cái phần kẽ này này, nào mà chị bao sái. Hút bụi đúng không? Chị đừng dùng máy hút bụi nhá. Mà chị dùng giúp em cái chai xịt kính ấy. Cái chai xịt ấy, chị cho nước trắng vào xong chị xịt vào những cái kẽ này. Xong chỉ cần chấm nhẹ này là nó sạch. Sạch bóng luôn. Đấy. Đấy, để tôi đưa lên cho mẹ để mẹ đun nấm nước. Rồi, đúng rồi. Vâng. Bây giờ là bỏ ra chị em mình kiểm hàng đã. Đấy, kiểm ra đúng số lượng đơn. Sau đó là em sẽ bao sái. Dạ vâng, đúng rồi. Mai bác chỉ cần đặt lên ban thôi. Sẽ rất nặng đấy chị nhé. Rất hơi nặng. Đây hôm nay em có hai chai ở đây thì là tí em đổ cho chị. Dạ vâng, cái này nhá thì là em sẽ là làm bộ mới ở trên xưởng. Như hôm đấy em bảo chị đấy, ra lò bộ mới cái là em sẽ vàng lên. Vâng. Hoàn thiện xong cả căn nhà này là trong thời gian là bao lâu hả chị? Cũng phải gần 2 năm đấy. Vẽ từng chi tiết vàng một. Cái chỗ này là cái con bên dưới nó to hơn đúng không? Thì gọi là con gì ở bên dưới nhỉ? Trên là hạt. Đấy, ở dưới là thân, là thân rùa. Gọi là hạc ngự long quy. Đấy, còn đầu là đầu rồng. Khi bao sái rồi thì mình không đóng lại cái này, nó lại bẩn. Tức là vâng, chúng em sẽ để gọn gàng vào, không bụi bặm, thế là được. Chứ bây giờ đã bao sái sạch rồi xong lại đóng vào những cái bìa rồi. Mai bàn về hay là chuyển ngoài để trừ. Vâng. Chuyển sau đó xong cái thì để xếp như này để xem cái vị trí như là thừa thiếu như nào, được hàng nghiêm chỉnh chưa. Vâng ạ. Sau đó thì là phải chuyển sang cái cơ. Vâng, thì em chuyển sang, em chuyển sang đấy cho. Vì chân như qua thì em nó tháo rồi à, chân đang lên nơi rồi lại cũng không mang nó mà. Nó chặt thật sự.
lấy một bình nữa nha. Dạ. Để làm bơm nước lạnh cho. Để làm lễ. Hồi nóng nóng ấy thì cũng được nhỉ. Nóng quá. Dạ, cho em một bình nữa thôi. Một bình là đủ ạ. Nóng nóng. Vàng này có sợ lắm nhưng mà bị không sợ chị ạ. Em làm thoải mái luôn. Cái phần bên trên này anh này, chúng em không thép mà là bọc đồng. Bọc đồng cho anh chị ở trên này thì nhìn sẽ sáng hơn. Lệch vào, cho anh xoay bên trong. Để dạ. Để đèn lên để mình tắm. Dạ vâng. Em mang thêm cái đồ đèn này đến. Tí nữa em bày lên trên bàn. Để tắm. Vâng ạ, đúng rồi. Nhưng bây giờ em đây mấy anh em đang xem là cái ổ cắm như thế nào. Ổ đấy luôn. Thế thì em phải nối dây ra. Làm sao giữa có cái ổ cắm ấy mình không thở. Em phải nối dây ra, em phải chạy dây ra cho nhà mình ngồi. Hiện nay cái dây quá. Rồi em sẽ chạy dây ra. Vì là phải đo được cái ổ. Cái dây đó nó lại đi qua cái gỗ kìa. Sao này dây nó dài nó chạy nó đi theo đất này. Rồi thì để có dây chạy lên. Bây giờ tạm thôi. Đấy. Mình lỡ vào đi. Bơm đồng đã có một mâm hay hai mâm? Một mâm ạ. Một mâm bồng ạ. Mua hai mâm đồng thì đẹp hơn để hai cạnh. Đây ạ, mâm quả đấy ạ. Không bơm nữa. Thôi kệ đi, cứ phải để đúng cái quy đầu cô mua thêm. Vâng. Mình để giữa xe mặt có cụ đi. Được rồi. Để cái nhà như thế nào đây, con cứ để lên xong rồi bà đặt cái đúng, đúng cái để cho bà thắt. Đến đâu yên vị là cứ đúng vị trí bà làm thôi. Vâng. Các bạn hứa là ngày mai là thờ phải có một mâm bánh nữa. Đấy. Đấy. Hôm nay thì nào để thế là được, nhưng ngày mai nghi nhá. Lúc bình nhá. Em kê thẳng vào đây luôn hay là kê vào đi. Như này. Mình cứ tưởng là kê sát đây.